Hello mọi người, đến với những cái chủ đề mà đi trải nghiệm những dòng laptop dành cho đồ họa và gaming, đặc biệt là những dòng laptop dành cho dân kỹ sư và kiến trúc sư thì được rất là nhiều người quan tâm. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi thực tế chiếc Dell Precision 3571. Thực ra thì với những dòng Precision của hãng Dell thì có 3 series. Series 3, Series 5 và Series 7. Tuy nhiên với cái Series 3 này cũng gây ra cũng khá là nhiều tranh cãi. Trong trải nghiệm hôm nay chúng ta cùng đi thực tế xem những ưu và nhược điểm của dòng Precision 3571 này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Precision 3571 này nha mọi người. Như mình cũng nói là với dòng máy trạm thì Dell cũng có 3 series, series 3000, series 5000 và series 7000. Đây là chiếc máy được thiết kế cũng khá là thời trang. Kích thước màn hình 15.6 inch. Bản lề nó mở ra được 180 độ nè mọi người. Touchpad thì không lớn lắm. Đặc biệt là với những người mà xài thiết kế thì chúng ta nên mua máy có cái bàn phím số phía bên tay phải nha mọi người. Khi mà chúng ta thiết kế chúng ta thay đổi cái layout nó rất, cái kích thước layout nó rất là thuận tiện. Camera đầy đủ nè, có chỗ tắt mở nè. Chiếc máy này được trang bị cái cấu hình rất là mạnh. Thì sau đây chúng ta cùng đi trải nghiệm cái hiệu năng của nó. Mình sẽ cho mọi người xem cái cấu hình thực tế luôn mọi người. Cổng kết nối vẫn còn đầy đủ. Nói về cái điểm yếu của nó thì mình nghĩ thiết kế mà có cái tản nhiệt mà nó đưa ra phía bên đây là mình thấy nó cũng không hay rồi mọi người. Do là khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ để cái tay phía bên tay phải, tay trái bên để bên đây nè. Thì nó sẽ phà cái hơi nóng ra. Các máy sau này thì thường nó sẽ có được cái tản nhiệt nó đẩy ra phía đằng trước mình nè mọi người. Cũng hơi dày vì đây là dòng máy trạm, tí nữa mình sẽ tháo bên trong. Trên màn hình desktop thì mình có để một cái phần mềm giả lập vì đồ họa, đây là phần mềm Cinebench. Phần mềm rất được nhiều người, đặc biệt là những anh em bên kỹ thuật mua chiếc máy này về để sử dụng nó để trải nghiệm các phần mềm. Mình cắm sạc vô cái nha mọi người. Tất cả những dòng máy sau này xài sạc Type-C không à. Theo như mình cũng có nói là sắp tới là tất cả các thiết bị linh kiện điện tử chúng ta sẽ quy về sạc Type-C hết. Do hàng năm khi mà chúng ta sản xuất ra chúng ta xài không hết, nó bị ô nhiễm môi trường đó mọi người. Ranh luôn nè mọi người. Chiếc máy này được trang bị cấu hình cực kỳ mạnh. Core i7-12800H với thế hệ thứ 12, 20 CPU mọi người. Xung nhiệt của nó là 2.8, tục boost lên tới đâu 4.7, 4.8 luôn mọi người. Trên trang web thì mình cũng có đầy đủ về thông tin của cái dòng sản phẩm này. Hoặc là chúng ta lên mạng chúng ta gõ Dell Precision 3571 nha mọi người. Đây, có đầy đủ hết. Tục boost lên tới 4.8. Cái xung nhiệt cơ bản của nó là 3.7 nè mọi người. 14 nhân và 20 luồng, kết tới 24M. Chiếc máy này RAM tới tận 32GB lẫn SSD là 512. Đặc biệt là cái card đồ họa của nó là RTX A1000. Rất là khủng. Chúng ta sẽ có được cái chỉ số FPS. FPS càng cao thì chúng ta sử dụng đồ họa càng mượt và cho ra những cái hình ảnh nó không bị lắc, không bị giật. Được đề xuất ở vị trí thứ nhất là chỉ số FPS rất là cao, 214.89. Bây giờ chúng ta run thử với 14 nhân và 20 luồng, 20 CPU thì nó chạy tốc độ như thế nào, chúng ta thấy chạy rất là nhanh. Thực ra thì với cái nhu cầu đồ họa hiện nay cũng khá là nặng và nhiều anh em kỹ thuật hay là những anh em mà người dùng chúng ta đó
đi mua máy không rành thì chúng ta mua về chúng ta xài rất là lắc, rất là giật. Ví dụ như những dòng máy mà dành cho kỹ sư và kiến sư mà các bạn lại đi mua những dòng gaming, cấu hình rất là mạnh, coi 7, coi 9, RAM 3, 2, 6, 4 GB, card đồ họa 8 GB, 10 GB. Nhưng mà về chúng ta xài những phần mềm ví dụ như là AutoCAD, nè, Revit, nè, SketchUp, nè, 3D Max, nè, nó rất là lắc mọi người, tại vì mua không có đúng. Chỉ số CB rất là cao, 1172 mọi người, rất là mạnh. Bây giờ thử mình lướt những cái thông tin cơ bản. Thứ nhất là bây giờ mình sẽ check cái phần bảo hành của chiếc máy Dell này, xem nguồn gốc xuất xứ luôn. Thì đây nó có đầy đủ cái thông tin của chiếc máy này. Chiếc máy này còn bảo hành đến tận năm 2026 nè mọi người, expiration day June là tháng 6. Ship day là June 2022, đặc biệt là cái location là United States nè. Đây là cái thông tin mà mọi người lưu ý, sản xuất cho thị trường Mỹ. Mình thử mình mở nhạc lên cái. Cái này là cục sạc của mình nó cũng hơi yếu nguồn nè mọi người. Đúng, cục sạc này phải lớn hơn một xíu. Tuy nhiên là nó ra được cái thông số này thì cũng khá là cao. Âm thanh nghe rất là ổn. Và sau khi mà chúng ta trải nghiệm rồi thì mình tắt máy và mình tháo ra bên trong để mình sẽ lý giải được về điểm mạnh của nó là cấu hình. Tuy nhiên là về mặt thiết kế bên trong của nó cũng có một số thứ mà cũng có nhiều cái tranh cãi nha mọi người. Bây giờ mình để mình tháo ra cho mọi người đi trải nghiệm thực tế. Do là cái video mà mình làm thì mình hướng đến cái phần trải nghiệm thực tế. Còn những cái thông tin mà liên quan á, chúng ta có thể chúng ta lên mạng, chúng ta tìm hiểu, nó có rất là nhiều thông tin nha mọi người. Để khi mà mình nói quá nhiều cái thông tin có thể mọi người sẽ bị gọi là bị rối. Mình tháo ra thực tế luôn. Những dòng máy trạm mà series 5 và series 7 sau này đeo cũng cải tiến nhiều lắm mọi người. Có cái chiếc máy này thì thiết kế nhìn dĩ nhiên rồi. Không chỉ mà laptop đâu mà tất cả những sản phẩm trên thị trường thì đều nhà sản xuất đều sản xuất ra từ thấp đến cao, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng. Đó lý do chúng ta thấy nó thêm một tí để mà họ lấy tiền mình mà. Nên là đây là cái dòng máy trạm mà series 3000 thì nó cũng hạn chế nhiều thứ. Tháo dòng này ra để đơn giản mọi người, nhẹ tay xíu. Thì chúng ta thấy đây là bên trong của chiếc Dell Precision 3571. Chiếc máy còn rất là mới mọi người, line new luôn. Cục pin tới tận 97W, 2 slot RAM. Máy này, dòng máy trạm này chỉ 2 slot RAM thôi mọi người, không giống như những dòng series 7 nó được 4 slot. Ổ cứng SSD 512, bên đây còn một slot dự phòng nữa. Và một cái mà chúng ta dễ nhận thấy nhất đó chính là cái quạt tản nhiệt. Chỉ có một thôi mọi người. Đây là một cái hạn chế, gọi là một cái yếu điểm của dòng Dell Precision này. Với những dòng máy trạm mà có một cái tản nhiệt thì chúng ta thấy nó hơi phiêu. Mặc dù chiếc máy không nóng, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc xuyên suốt thì nó không có tốt lắm. Nó rất là dễ ảnh hưởng đến phần cứng của máy. Đây là những cái yếu điểm của cái dòng Precision Series 3000 này nha mọi người. Đó, cho mọi người quay một góc cạnh cho mọi người xem. Chiếc máy còn rất là đẹp, rất là mới, xách tay ở Mỹ về. Bạn nào mà cần thêm thông tin thì gọi vào số hotline đi, mình hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những cái trải nghiệm tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về một dòng máy trạm đến từ hãng Dell, dòng Dell Precision Series 3000. Và chúng ta cũng hiểu được với cái nhu cầu, cái ngân sách mình đang có thì mình nên lựa chọn cái dòng máy nào cho nó phù hợp. Riêng bản thân mình thì với chiếc Precision 3571 này thì chúng ta làm ở mức độ bán chuyên thì ok. Chứ chuyên nghiệp thì thực sự mình nói thì cái tản nhiệt nó không đáp ứng được mọi người. Do là cái thời lượng video nó cũng có hạn, cho nên nếu bạn nào cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần mình tư vấn
có thể gọi vào số hotline hoặc là để lại thông tin. Mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop Bàn Trọn Đời trong suốt năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những đóng góp, những phản hồi và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký, bấm luôn vào cái nút chuông á, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.